Vâng, mời quý vị và các bạn cùng trở lại với kênh Tây Hùng để theo dõi các trận đấu ở lễ hội truyền thống làng Phù Lưu, Từ Sơn, Bắc Ninh. Đây là ngày thi đấu cuối cùng, buổi chiều ngày 9 tháng 3 âm lịch năm 2024, với tất cả các trận đấu ở các giải, kể cả của nam và cả của nữ, với một video dài 3 giờ 30 phút. Chúng tôi xin mời các bạn theo dõi trên các màn hình lớn như là TV để đỡ mỏi mắt. Lễ hội của làng Phù Lưu, Từ Sơn, Bắc Ninh được diễn ra trong 2 ngày. Ở video trước chúng tôi đã giới thiệu ngày thi đấu thứ nhất và đây là ngày thi đấu thứ hai, ngày thi đấu cuối cùng. Có sự góp mặt của rất nhiều những ông đồ nổi tiếng, các nữ đồ hay. Trận đấu các bạn đang theo dõi đó là trận đấu leo. Các bạn đang xem leo thường. Trận đấu ở đồng leo ở giải giữa đồ Nguyễn Thị Hoa dự và đồ Nguyễn Thị Nhung xin thoát phá. Nguyễn Thị Hoa vàng trang phục đỏ và Nguyễn Thị Nhung vàng trang phục xanh. Vâng, đây là đầu leo của giải nữ, Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Nhung. Vâng, với một video dài, chúng tôi xin chúc các bạn xem video được vui vẻ. Và video của chúng tôi có chất lượng Full HD, các bạn có thể bật chế độ Full HD 1080 để xem video được lát hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chồng với Nhung là ước. Giữ tay nhá. Tôi sẽ lưu ý là tôi đã bốc khỏi đôi búa đỏ. Đôi búa đỏ đã đang ở cái thế trên cao như vậy, cho nên 2 giờ mới bật. Thả xuống là cũng phải nhẹ nhàng thôi, chứ nếu mà quăng là có thể là gây chấn thương. Như ý vấn đề đấy. Hai đôi đúng như thế. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả đầu leo nữ ngọc hoa đôi Nguyễn Thị Nguyên Nguyên Phong trang phục màu xanh đã nhất thắng. Sau còn làm gì còn thu vật vật giải một chiếc áo kế của anh, kế của anh. Thank you.
Lê Nhân Thái Nhất Thắng và Nguyễn Văn Trung của Hà Nội toàn thắng ở năm vượt. Nga đen đi ra tí nữa vào. Vâng, chào bạn.
ông Nga và Bắc Ninh. Trận này Nguyễn Thế Cử và Nguyễn Thế Long đã thấy có mặt, chưa biết là tổ chức có cho vào đánh hay không. Rất nhiều đô về rồi. Chiều nay hứa hẹn là những trận đấu rất hay. Cho lên mạng luôn, phát trực tiếp luôn. Em không sợ được à? Không, Đình Long được. Chưa đủ rồi. Như vậy đồng lèo 3, Lê Đắc Thái của Bắc Giang đã đoạt thắng. Hai đô đứng lên sớm. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả xem đồng lèo 3 vừa qua. Đô Lê Đắc Thái Bắc Giang đã toàn thắng. Như vậy là Lê Đắc Thái của Bắc Giang đã toàn thắng ở đấu giải bảng. Rất có thể Lê Đắc Thái sẽ giữ giải bảng. Đầu đèo 500 triệu. 1,5 triệu. Đầu đèo.
đầu lẻo ba. Đầu lẻo ba bao nhiêu tiền? Một triệu. Lẻo thường thì 500. Lẻo thường 500. Đây là đầu các đầu lẻo 1 triệu đấy. Thế là được. Con là sẽ thi đấu sau. Cái lẻo 1 triệu đó. Mời hai đô Nguyễn Thị Kim Anh bắt ra. Kim Anh. Và giữ Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng Thái Huy còn theo. Vậy, mời các bạn tiếp tục theo dõi trận đấu ở đầu lèo thường của nữ. Lèo thường nữ các bạn nhá. Siêu vật nữ Kim Anh. Ban tổ chức chúng tôi xin giới thiệu cho Nguyễn Thị Kim Anh bắt đang trang phục màu đỏ, màu trắng, đẹp da Phạm Ngọc Hoa Thái Nguyên trang phục màu xanh và theo. Mời hát lên và bước tới. Khi mày hôm cua cái hoa. Hai đôi nghe trống lại xe trận đấu đã bắt đầu. Đây là trận đấu ở đầu lèo thường của nữ. Nguyễn Thị Kim Anh giữ các bạn trang phục đỏ, Nguyễn Thị Hoa trang phục xanh xin theo. Chưa chắc là được Kim Anh. Vâng. Con này nhanh. Kim Anh năm nay vẫn được. Kim Anh và Hoa năm nay vẫn được. Tương Sơn và tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả theo giải nữ 1 triệu vừa qua, đô Nguyễn Thị Kim Anh Bắc Giang đã nhất thắng. Như vậy là Nguyễn Thị Kim Anh của Bắc Giang đã nhất thắng ở lèo thường của nữ. Đây là giải nữ 1 triệu rồi, do anh và chúng tôi cùng thành lo xem giải này. Nắm vật dài vào từ đó.
Việt Nam đã có mặt trên sân sới. Giải nữ 1 triệu đồng. Đô Nguyễn Thị Kim Anh, Bắc Giang đang nhất thắng. Gặp đô Nguyễn Thị Hoa, Công An vào theo. Các đô chuẩn bị trang phục. Ở đầu nhà nữ, đô Nguyễn Thị Lương Nguyên Phong đang nhất thắng. Gặp Nguyễn Thị Nga Quế Võ vào theo. Các đô cũng chuẩn bị trang phục để vào sân thi đấu. Ở giải Hoa Nam trị giá 10 triệu đồng. Đô Nghi Đắc Thái, Bắc Giang và giữ đã thắng đầu giải ba và xin lên giữ giải ba. Đô Trần Văn Tòng Vĩnh Phúc vào theo. Các đô chuẩn bị trang phục để vào sân thi đấu. Ban tổ chức chúng tôi xin giới thiệu. Ở đầu nhà nhất, đô Trần Văn Tuấn Vĩnh Phúc trang phục phố đỏ mang nhất thắng. Là đô Nguyễn Văn Tâm Thái Nguyên Phố Thanh vào theo. Mời hai đô vào giữa sớm. Hai đô nghe chống trọng tài xe này. Đang theo dõi trận đấu ở đầu lèo nhất giữa Đô Tuấn mang trang phục đỏ giữ và Đô Khô Xanh xịt phá. Là đô Trần Văn Tuấn đã toàn thắng ở đầu lèo nhất, đầu lèo của giải nhất. Có giữ giải nhất không? Đấy, người vào đăng ký đi. Như vậy là Trần Văn Tuấn của Vĩnh Phúc đã xin giữ giải nhất. Đặt trực đã đồng ý. Chắc là... Chắc là từng cái này đâu. Chắc Nam vào. Sau khi toàn thắng ở đầu lèo giải nhất, Đô Tuấn đã xin giữ giải nhất. Anh Sơn có phụ công tài trợ 1 triệu đồng. Khi làm lại, anh Sơn có phụ công tài trợ 1 triệu đồng. Anh ơi, thấy bé quá, anh xem khu vực lên kia có quả thể được. Trang phục màu đỏ, bác quyết thắng. Gặp đô với Quỳnh Nga, trang phục màu xanh, quyết bỏ vào theo. Mời hai đô vào giữa sân. Hai đô nghe tiếng trọng tài xe lại. Mời quý vị các bạn đến với trận đấu ở đầu lèo của giải nữ. Đô Nguyễn Thị Nhung trang phục đỏ
đã nhất thắng và Đồ Nguyễn Thị Nga bằng trang phục xanh xin theo. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Trận đấu đã bắt đầu. Đôi này là thể hình là khá cân, thể hình đẹp khá cân. Kim Oanh vật ở Dương Hồ hôm thua ở sau kia ấy. Nguyễn Văn Đoàn của không ạ, Nguyễn Văn Đoàn của sân công an và Nguyễn Văn Minh của Sóc Sơn. Xin giới thiệu Đô Nguyễn Văn Đoàn, thể dục thể thao từ Phú Thọ và Đô Đỗ Quang Minh, Phú Thọ, Phú Thanh và theo. Mời anh Đô Đoàn giới thiệu. Vâng, trận đấu là lèo thường 1 triệu đồng. Đô Đoàn mang khố đỏ của sân thể thao giữ và Đô Minh xin phá. Đô Minh đang lấy sân của Phú Thọ. Hai đô nghe chấm
Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Rất đơn giản, đồ đoàn của thể thao đã nhấc nổi đô minh. Như vậy đồ đoàn đã giành được thắng lợi trong trận đấu này. Đoàn này 116 cân. Vâng. Mời quý vị các bạn tiếp tục theo dõi trận đấu ở đầu lèo của giải nữ. Đồ Nguyễn Thị Nhung mang trang phục đỏ đã nhất thắng và đồ Nguyễn Thị Nga trang phục xanh xin theo. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả cao vật đầu nghèo nữ vừa qua do Nguyễn Thị Nhung Nhân Phong đã toàn thắng. Vâng, như vậy là Nguyễn Thị Nhung của Yên Phong đã toàn thắng ở đầu lèo của giải nữ. Và đây là đây là phần trao giải. Trao giải. Còn giữ gặp đô Trần Văn Tổng, Vĩnh Phúc và Nam, hai đô còn ghế. Vậy
và đến với giải ba, trận đấu đầu tiên của giải ba, Lê Đắc Thái của Bắc Giang và Trần Văn Tòng của Vĩnh Phúc. Sau trận đấu này là giải nữ trị giá 1 triệu đồng do Nguyễn Kim Anh Bắc Giang đang quyết thắng gặp Nguyễn Thị Hoa Công An Hòa Theo. Hai đôi chuẩn bị các phục vào sân thi đấu. Ban tổ chức tôi xin công bố kết quả ở giải ba vừa qua, đôi Lê Đắc Thái Bắc Giang, Thái Bắc Giang đứng dậy và giữ là cô Trần Văn Tòng Vĩnh Phúc phố thanh đỏ đo mời hai đội vào giữa sân. Hai đội nghe tiếng trọng tài thế này. Vâng, các bạn đang chứng kiến trận thi đấu đầu tiên ở giải ba nam giữa đội Lê Đắc Thái của Bắc Giang khố đỏ giữ và đội Trần Văn Tòng của sân Vĩnh Phúc xin theo. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Chùa và máy. Hai đô và giữa thứ. Hai thôn nó đứng thi đấu ở trang thứ. Trận đấu.
bàn rồi. Mời hai đô toàn nghỉ. Mời hai đô đô Nguyễn Thị Kim Anh Bắc Giang là kết quả gặp đô Nguyễn Thị Phật Hoa Công an Ngọc Em. Mời hai đô vào ghế. Đô Nguyễn Thị Kim Anh Bắc Giang trang phục màu đỏ đang nhất thắng gặp đô Nguyễn Thị Hoa Công An trang phục màu xanh còn theo còn đô thắng nước dưới hai đô nghe chống trọng tài xe đài. Vâng, đây là trận đấu nội dung vật nữ với giải 1 triệu đồng. Đô Kim Anh mang trang phục đỏ giữ và đồ Nguyễn Thị Hòa mang trang phục xanh xin theo. Hai đô chuẩn bị các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu.
đồng viên lưu ý chưa được là đừng nên bỏ cho bạn nếu như tiếng chống chưa dứt và chưa năm ba tức là khi nào mà trong tình huống vừa rồi theo như chúng tôi nhìn thấy thì tình huống đó chưa thực sự rõ ràng. Nhìn thấy nó rất là rõ ràng rồi, cho nên không phải chối cãi một điều gì. Mời hai lô vào dẫn tới để ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả cơ vật giải ba vừa qua. Cơ vật giải ba vừa qua, Lô Trần Văn Tập Vĩnh Vĩnh trang phục màu xanh ba nhất năm. Xin chào thầy. Xin chào thầy. Lô Trần Văn Tập. Như vậy là đô Trần Văn Tòng của Vĩnh Phúc đã thắng trong trận đấu vừa rồi. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả theo vật ở giải nữ trị giá 1 triệu đồng vừa qua, cô Nguyễn Thị Thu Linh Bắc Giang đã toàn thắng. Trần Xá Đại Lâm có gì đấy. Thank you.
hai đô và nữ giới thi đấu ở trong giới trận đấu. Và bác xin mời trọng tài chỉnh lại trang phục cho đôi số đỏ. Hiện nay đồng con Dũng Thành có cho một cái giải nữ trị giá 1 triệu đồng. Xin mời các đôi nữ ở các sân còn lại đang tổ chức để đăng ký thi đấu giải 1 triệu của anh đồng. Ở giải nhì nam trị giá 15 triệu, Ngô Nguyễn Đức Long Tiên Phong trận đấu tiếp tục. Ngô Nguyễn Đức Long Tiên Phong đã toàn thắng đầu vào hoa nên xin giữ giải 3. Ngô Nguyễn giải 2, xin lỗi là giải 2, Ngô Nguyễn Văn Dung Tinh Hiểu. Và theo, mời hai đôi chuẩn bị trang phục. Hai đô thi đấu rất nhiệt tình. Trận đấu có tiếp tục. Hai đô vào nước giới thi đấu ở trong giới, hai đô thi đấu rất nhiệt tình, trận đấu tiếp tục. Mời hai đô ở giải nhì nam
chỉ cá về áp chiều. Đô Nguyễn Đức Long tiên phong vào giữa gặp Đô Nguyễn Văn Dũng liên hiệp và theo. Ai ô vào ghế? Có à, đi hết. Dạ. Nhiều chỗ đây không ghi, không có. Góc truyền rồi. Góc truyền á. Góc truyền. Ờ, theo vận giải mai này, Đô Nguyễn Văn Dũng liên hiệp nghe đây. Ông Bình ở trường quán có một phần thưởng là 2 triệu đồng cho Đô Nguyễn Văn Dũng liên hiệp. Nếu như Đô Nguyễn Văn Dũng liên hiệp thắng được Đô Nguyễn Đức Long liên phong, 2 triệu đồng của ông Bình trường quán, chủ nhiệm câu lạc bộ trường quán sẽ thưởng nóng cho Đô Nguyễn Văn Dũng liên hiệp. Cho nên là thi đấu trong trận đấu này Đô Nguyễn Văn Dũng liên hiệp là cố gắng lên để trận lấy một cái giải 2 triệu đồng nữa. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố và xin giới thiệu ở giải nhì thì giá 15 triệu Đô Nguyễn Đức Long liên phong cố đỏ còn giữ gặp Đô Nguyễn Văn Dũng liên hiệp cố xanh vào theo 12 đô vào giữa sới 2 đô nghe trống trọng tài xe này. Hai đô chuẩn bị các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Chị bảo nó xem cái xe của em đặt để em cho em đến em là mấy chỗ em ăn thua hai ai đô vào giữa giới. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả cao vật giải nhì vừa qua, Đô Nguyễn Vũi Long Liên Phong đã nhất thắng. Nay mà sang năm bây giờ đó nhưng mà bây giờ đến thăm chúc hai đô lèo thường tiếp tục thi đấu.
Yeah.
gặp cô Nguyễn Thị Kim Anh Bắc Giang và theo hai đôi chuẩn bị các trò tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. À, chào bạn Nguyễn Duyệt Dương Nguyễn. Thể dục thể thao Từ Sơn, ban phố đỏ, ban nhất thắng, nam tô Nguyễn Văn Tông, thái nguyên phố xe cà phê, mời hai cô vào Từ Sơn, hai cô tổng trọng tài xe tải. Thank you.
có một lệnh thường quân thưởng nóng đô đô quốc sinh thắng đô đoàn trong trận này, nhưng mà tiêu kiệt công bố thì đô quốc sinh đã thua mất rồi. À, hai đô chúng tôi tới ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả theo đèo thường trị giá 1 triệu đồng vừa qua, đô Nguyễn Văn Đoàn thể dục thể thao Từ Sơn đã toàn thắng. Mày ngồi sang bên này đi để người ta lấy cái chỗ đi toàn cái chụp quán có quay không? Chụp quán chụp có. Nếu quay đến không quay thì xuyên không có. Có quay từ xuyên. Quay được một lần. Hôm trước là chụp quán sơn sang vào giữa ngập lô đến thì khi quay bắt ra vào theo hai đôi chuẩn bị trang phục. Rồi thế xuyên năm ngoái năm nay khá hết mấy năm hội nhỏ. Thế xuyên năm nay cũng được. Năm ngoái hơn. Năm ngoái rộn ràng hơn. Phải nó mạnh thường quân. Năm ngoái nó còn tới để xem vật có khán giả xem thắng gì ngon nó nào theo nó mà thì chắc tôi không xem đấy, thấy họ nói chuyện trên mạng xem rồi xem chủ quán thì bỏ chế xuyên nó quay đấy mà năm ngoái nó quay đấy, quay đến 9 giờ đêm. Đây là keo kỳ một của keo giải nhất nam trị giá 25 triệu đồng giữa đôi Trần Văn Chấm với Đức Phố Lỏ và gặp đô Hoàng Văn Nam Hải Phòng Phố Sinh và Thanh Hồng ngoài hai đô và hai đô nghe tới trọng tài thế này. Thực sự là cực kỳ khó khăn cho các đồ vật khi phải gặp gỡ Hoàng Văn Nam. Tại vì Hoàng Văn Nam có thể hình vượt trội, kể cả cân nặng và chiều cao.
trong này thì ngài trang phục sơ vũ đỏ. Đỗ Tuấn nhìn cũng rất to con, nhưng so với Hoàng Văn Nam thì anh vẫn chưa là gì cả. Rất khó khăn cho cả hai đội. Vâng, đúng. Chưa mưa được, bây giờ vẫn còn. Chưa mưa được. Chưa mưa được. Năm nay thiếu mưa muộn. Năm nay mưa muộn.
năm đầu 30 hạng đẹp. Nhưng mà tôi nói nghe trời ảnh năm này màu quá là đẹp. Năm nay màu quá là đẹp. Lúa thì chốc đến ngay ra đồng khác, may ra đồng khác. Xanh tít. Không. Nhà này ở trời gì? Đô Nguyễn Quốc Long Việt Phong, Văn Viết Thắng. Chưa có sân nào hoặc nhau. Mời các sân cửa các đô tiếp tục vào bàn ban tổ chức để đăng ký thi đấu. Ở giải gì? Đô Nguyễn Quốc Long Văn Viết Thắng. Chưa có sân nào hoặc nhau. Mua mặt đấy về rồi đúng không? Có phải sửa điện thoại đấy không em? Theo nhà nữ thì giá 500.000 đồng. Đương ở ngoài thu Nam Định ra nhất thẳng. Làm gì? Sân Đào Hoàng Leo. Mời các sân tiếp tục cửa các đô và bàn ra tổ chức chúng tôi để đăng ký thi đấu. Màu gì á? À, Hoàng Sơn á. Em định mua à? Giá được bao tiền đấy, đến xem đi. Nếu mà ở ngoài kia người ta giả anh 80 triệu rồi đấy. Chắc là không làm được, bởi vì là nó là một chuyên nó lấy cho người khác mà người ta đã giả mức giá đấy rồi. Và đấy là phòng của anh, nó phòng kinh doanh. Không phải là phòng... nó chuẩn. Giấy dầu, giấy đầu dầu. Hai đô trở về, các trọng tài trở về trận đấu tiếp tục. Anh đang bắt vận khí nhé. Nó ổn lắm, ta phải nghe được. Như vậy là ở đầu trận đấu đầu tiên của giải nhất Đô Hoàng Văn Nam của Hải Phòng đã giành được thắng lợi. Và như vậy Đô Hoàng Văn Nam đã nhất thắng ở giải nhất. Tiếp theo có lẽ là Đô Nguyễn Thế Cử của sân Vĩnh Phúc tiếp tục lên theo phá giải nhất. Ở giải nhất nữ, Đô Nguyễn Thị Dương Như Phong và Nguyễn Thị Kim Anh có ra. Mời hai đô vào ghế. Cho đăng ký thôi, cho đánh sau. Ít nhất là phải 2 trận. Hả? Lúc nay không sai sẵn ạ? Thôi, ta ở đây được.
bắt sơ. Trong quay này, trong quay này lâu rồi, trong quay từ năm 2013. Năm nay hùng bao tuổi? Năm nay trị giá 6 triệu đồng. Đô Nguyễn Thị Lương Nguyên Phong trang phục màu đỏ màu giữ. Gần theo Nguyễn Thị Kim Anh trang phục màu xanh. Các bạn còn theo bài hình thương và thức sức. Ai đưa nghe trống trọng tài xe này. Các bạn đang xem đây là trận đấu ở giải nữ. Đô Nguyễn Thị Nhung trang phục đỏ giữ và Đô Kim Anh xin theo. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Con này được Kim Anh hơi khó đấy. Thank you.
2 đô là hệ nhất sang nghiệp chưa xong, chắc tí sang đánh nốt. Hai đô mà có 3 nghìn. Thì ngay nhỏ mà ngay mà đánh rắn thế. Con này chút sợ thì nữ vượt bình thường. Được cái to khỏe. Nga năm nay còn kéo. Nga mấy năm nay là trùn ngược. Đi vật thất thường. Chồng con rồi không rèn luyện đều được. Mấy năm trước không nhận được nó. Thằng nóng. Con này Nô Mà Lai Gương Đào Thường, Nô Nguyễn Văn Trung Hà Nội. Và giữ cả Nô Nguyễn Đức Long Thể Thất và theo hai đô vào ghế để chuẩn bị thi đấu. Hai đô đã chuẩn bị trang phục chưa? Gọi trước đấy. Sau keo giải nữ và keo nhà thường là ngoài hai đô giải ba, đô Trần Văn Tọc Vĩ Phúc Nam Nhất Thạnh gặp đô Trần Hoài Nam Bắc Giang và theo các đô chuẩn bị trang phục. Hai đô nữ nhiều ghế cho hai đô nam. Hai đô nữ tạm nghỉ một chút lấy sức khỏe để tiếp tục cống hiến và nhiệt tình cho khán giả của yêu chúng tôi. Ban tổ chức chúng tôi xin giới thiệu Nô Nguyễn Quang Trung Hà Nội phố đỏ màu dữ và Nô Nguyễn Đức Long Thể Thất phố xanh màu heo hai đô vào giữa sân. Hai đô nghe trống trọng tài xe lại. Khi các vận động viên bảo vật là cấm cầm năm đầu bắt tay của nhau nhé. Tiêu sơn luôn, tiêu viền có vật vào. Đấy là một cái tiêu sơn mới có. Ông anh nào đấy? Cấm ở trong luôn vật tay bảo là không được cầm năm đầu bắt tay của nhau, tránh xảy ra bị chấn thương. Hai ba. Nó đang ngồi nha. Trận đấu tiếp tục. Ngồi đi. Thôi, ngoài rồi.
hai đô vào giữa sới thi đấu ở trong sới. Trận đấu tiếp tục. Anh gọi luôn giải ba vào đi. Đây là ông đám nằm thôi. Kênh của mình là gì nhỉ? Trận đấu tiếp tục. LT Hùng đấy là kênh chính. Kênh anh phát trên TV. Đây kênh đang phát là kênh này. Anh phát trên TV. Trận đấu tiếp tục. Thẩm 68 lùi xuống đi.
cái miếng đánh trước và bỏ miếng đánh cái tấm này mà cũng phải được nha. Mời hai đô vào lúc tới. Rồi rồi, đô Nguyễn Thị Kim Anh đã dùng những cuốn đã cuốn đỏ mặt dân tộc có thế sạch ra được chuyên đi lót. Đúng rồi. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả cao vật nhà thờ vừa qua, đô Nguyễn Đức Long ví dụ như phố xe bất kể làm đá như ví dụ kêu này nhất lắm giải là 8 triệu nhưng nếu tôi cho anh 4 triệu cuối cùng nó được tôi nghĩ là sao nhỉ nhất chưa kể giải nó tôi nghĩ là sau rồi nó vẫn được hết thì nó nhiều ít anh ấy còn chưa cho cô ấy nhập một bản kinh bắc trong dân tộc tôi giải quyết chưa nào có chấp cử là cử như vậy trong ban tổ chức chúng tôi xin giới thiệu giải hoa trị giá 10 triệu đồng đô Trần Văn Còn Vĩnh Phúc phố đỏ đã nhất thắng Trần Hoài Nam Bắc Giang phố xanh hai đô nghe chống trọng tài xe này. Hai đô chuẩn bị các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Thank you.
ngoài rồi. Mời hai đô vào giữa sới. Hai đô thi đấu ở trong sới. Trận đấu quyết định. Hai đội thi đấu rất nhiệt tình. Rồi chỉnh lại khối judo khối xanh. Ở giải nữ, vô Nguyễn Thị Kim Anh bắt ngang giành nhất hạng. Chưa có sân nào theo. Mời các sân cử các cô tiếp tục vào theo giải nhất nữ cho. Ở giải thì nam hiện nay vẫn chưa có sân nào vào theo. Mời các sân tiếp tục cử các cô vào các ban của chúng tôi để đăng ký. Ở theo đèo thượng nữ, cô Đặng Thu Hoài Nam Định đang nhất hạng. Nhập đô Đặng Thị Hường. Đúng là ông là phải treo nhưng mà tôi là đảng coi như là lãnh đạo. Bắc Giang vào theo, ngoài hai đô chuẩn bị trang phục. Thế ông chủ sang năm lại về, ông chủ lại treo lại. Giờ vẫn đi làm phú lòng. Các bác đang cho mảnh lắm. Về thì xô về, bắt đầu bắn lên lại. Không khí là không khí. Không khí. Không khí. Không khí. Không khí. Em nói 15 anh, năm ngoái anh, năm ngoái là 15. Em bảo là cho anh nhá. Hello,
và hai đội thể nhất thua thể nhất thì chưa cho đấy. Hôm họ đã phân công họ bài rồi. Quả lắng tư này. Thank you.
ai đâu rồi chứ đấy. Số mới mà đối thì hoài đã toàn thắng đều thường. Em nghĩ ban tổ chức nên trao phần thưởng cho đối thì hoài. Qua này vẫn phải đu nó lại chạy sang sân. Mọi câu vật này là câu vật của thằng nhất. Ông quăng nó vào đây rồi. Nam hết quản lý nữa là tối và các lễ được thông báo là chúng ta thứ hai là nhất này nhất mời quý vị và mẹ hối thanh phá thắng rồi thì cử theo và nó vui lòng nghe quý vị và mẹ bố nhanh. Thứ còn thế là chú Nam thôi. Chưa bao giờ thắng. Thứ mà khỏe đấy. Nhưng chưa bao giờ thắng. Xác định thế thì dễ. Em bảo ra dây nhà thằng Nam thì cũng lòng vật nó thôi. Thứ nó khỏe quá, to quá. Anh đồng quân phụ thành với châu nữ giải nữ một triệu hai keo. Đề nghị cơ tư và đăng ký cho làm tổ chức. Cân và tự do nó mới chia theo hạng cân. Hôm xem một thư kêu đây như thế là thủ là bên Hiếu. Nam Hiếu sau bỏ vật vào vật vật giải tài là không có rồi đối thủ như thế bây giờ thật chưa. Hoàng Văn Nam vẫn thế cử. Vật là Châu Phong. Đây là Châu Phong nhất. Châu Phong. Đây là Mạc Hồng. Sau bảo vật. Đây là Châu Phong. 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 Hai đô. Nghe trọng tài trọng thế này. Chuyên vật dân tộc Nam là vật cổ điển. Hai đội chuẩn bị, các tổ đội chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Bắt đầu 26 đi thì 26 bọn tôi lại. Mà đâu mà
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dõi. Đây là trận đấu thứ hai của giải nhất. Trận đấu giữa Hoàng Văn Nam của Hải Phòng, Nhất Thắng gặp Đồ Nguyễn Thế Cử của Vĩnh Phúc. Xin theo Hoàng Văn Nam mang khố xanh và Nguyễn Thế Cử mang khố đỏ. Trường, ngồi lẻ sang đi. Thẩm ngồi lẻ xuống một tí. Đấy, để cái lối người ta gần đi ra đi vào. Ba tổ chức chúng tôi xin giới thiệu cô Nguyễn Đức Long, thầy Phật Phú Hòa, Phan Đức Thắng, và cô Đỗ Văn Thắng, cố xây công anh vào theo mà hai đôi mà giữ sớm. Hai con em chống trọng tài xe này. Ở giải đấu tới, cô Nguyễn Thị Kim Anh bắt ngang Phan Đức Thắng, cô Đỗ Văn Thắng vào theo. Kim Anh Bắc Giang. Hiện nay giải nhất Kim Anh Bắc Giang đã nhất thắng. Xuân Hải Phòng.
Nguyễn Thị Xuân này phòng hợp theo hai đô chuẩn bị tập một. Mai ai đô bật đấy. Mai ai đô bật đấy. Gần gần như hết. Gần. Thì từ đô mới. Mới biết. Cô không biết. Nó biết. Cháu biết. Hai đô nghe trống trọng tài. Xe lại. Đây trận đấu giải nhì. Đây là trận đấu đầu tiên giải nhì giữa đồ Nguyễn Đức Long và đồ Hà Quang Thập. Thôi, ngoài giờ. Hai đô vào giữa giới. Thi đấu ở trong sớm. Trận đấu tiếp tục. Nguyễn Văn Trường Vũ trả sang để một chút có ít nữa một chút có tiếp tục một chút rồi sang hội cho một chọn này nữa rồi không được nghe thì sẽ cho sang để
con chào cặp đôi mới. Là năm nay thằng người đẹp. Vâng. Đẹp hơn cả đấy mẹ. Năm nay nó thua thằng Tân đấy. À, ừ, nó hôm ấy thua Tân đấy. Thua Tân xong Tân lại thua. Lại thua Định. Thua Định đúng rồi. Cái thằng nó sảnh ra ngáo là chua ngay gật nó tọc rất đọc mà Định hôm mới lấy ở đấy. Mà cái này nó bắt già đấy, mà bắt non thì ngày xưa là thua lâu rồi. Thưa là trưởng hay là đấy. Bây giờ là bắt già, bắt bây giờ bắt già hơn rồi. Giờ bắt non thì ngày xưa là thua lâu. Sâu quá là bị đội lên luôn. Xuân vật được, Xuân vật được, vẫn thua. Mời anh em giữ một thế. Thế mày nó mới nhất thì nhất thắng nhỉ? Hay gì? Nhất thắng. Thế mày vật chất rồi, nhanh chắc. Trang phục của Kim Anh đâu? Thế thì cô Xuân phải thay trang phục khác hoặc là đeo cái đai vào. Với chú công cũng chụp chỉnh mấy thì phải là người ta ông thế giới mới chụp nhiều lúc rồi anh ngoài lệ nhiều. Không đúng không? Ba tổ chức năm nay không người không đâu. Giới thiệu ở giải nữ Ngô Nguyễn Thị Kim Anh Bắc Giang đang bộ màu đỏ đang nhất thắng. Nguyễn Thị Xuân, Hải Phòng, Nam Bộ, màu xanh, màu trắng. Mời ai đâu vào trước.
hai đô hơi nghe chống trọng tài xe này. Hai đôi chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Kim Anh là cái đấy phải ngon vật này, ấy thua thì không được. Thế nào? Kim Anh người thua thì thế. Về Huế rồi. Chắc thế. Hôm trước tôi thua đấy. Đó thì ra đây con đạp thôi. Hai đôi chuẩn bị trang phục.
trọng tài béo quá không chống lùi nữa. Rồi mời hai cô tạm nghỉ. Trung Hà. Dạ. Mời hai cô tập hợp. Ban tổ chức chúng tôi xin giới thiệu ở keo đèo thường thị giá 1 triệu đồng. Thu Vũ Văn Bạc Bắc Giang phố đỏ Hồi Dương Ngạc Đô Nguyễn Văn Trường thể dục thể thao Trường Sơn phố Xanh Bắc Giang mời hai đô vào giữa giới. Hai đô nghe trống của trọng tài xe tài. Xem được lẫy mà nó chưa biết xe này lối nào. Hai đô chuẩn bị đáp trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả ở các vật đèo thường vừa qua. Đô Nguyễn Văn Trường thể dục thể thao Trường Sơn đã nhất thắng. Cái đấy thì nó khó nói. Cái quái. Nữ vào đây. Và giữa sới tiếp tục thi đấu. Sang sang biệt luôn về đây. Hai đô chuẩn bị các trọng tài chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Thank you.
Như Đức Tựa chuẩn bị trang phục để vào sân thi đấu. Hôm nay đi Linh Bình rồi. Hiện nay thì là một triệu Nguyễn Thị Xuân Hải Phòng đang giữ. Em nhìn các đôi lữ vào. Xin chào. Theo này còn đồng với treo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
58. Anh đi qua tổ chức được trao giải cho đội trưởng. Thôi làm cái mèo thường về được. Vâng, ban tổ chức được trao giải cho đội trưởng. Mày ai đó đứng giữa sới. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả keo mèo trị giá 1 triệu đồng vừa qua. Đô Nguyễn Thị Xuân Hải Phòng đã nhất thắng. Thank you.
Và đấy là sạch tiến đấy anh ạ. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả các vật mèo vừa vừa qua. Đô Ngô Xuân 10 Bắc Ninh đã nhất thắng. Ban tổ chức chúng tôi xin tìm kiếm báo vừa bắt được những người thành được sự đặt nhỏ của anh Dương Xuân Thư ở Dương Lôi 2 triệu đồng. Anh Dương Xuân Thư ở Dương Lôi 2 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn anh. Ban tổ chức chúng tôi xin giới thiệu cô Nguyễn Thị Xuân, Hải Phòng, trang phục màu đỏ, các bạn thắng. Gặp cô Nguyễn Thị Trung, trang phục màu xanh, niêm phong màu đen, ngoài 2 đô vào giữa sới. Hai đô nghe chống trọng tài xe này. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Thôi ngoài rồi. Vừa rồi là đã ra ngoài sới. Cho nên các trọng tài không phải kinh nghiệm là ra ngoài sới. Cho nên mời hai đô vào giữa sới thi đấu ở trong sới. Trận đấu tiếp tục. Thái gì hai chồng nó làm tốt.
Dương Lôi hay hay rồi, mấy năm rồi toàn Dũng. Dạ. Sao vậy, nó Dũng? Doãn Dũng hay dẫn chương trình ở Dương Lôi, hai năm rồi. Dũng dẫn chương trình được. Sôi nổi. À, nói chuyện về đang nói vui nhiều quá. Vui sôi nổi. Rất là khá nhiều. Khá rất nhiều. Nhiều lúc chiến biên ngoài vấn đề. Nên đi xem vật đúng không? Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả keo vật giải nữ một chèn đồng soi đồng con cụ thành sao là đô Ngô Thị Xuân Hải Phòng đã toàn thắng. Mời ban tổ chức lên trao giải. Nhưng mà nó theo giải nhất. Thua rồi nhỉ? Sao là treo là treo nhá? Không nên người thua rồi, thua rồi. Thua rồi. Áo xanh thua. Các đô thi đấu nhất rồi. Chỉ còn nó. Hiện nay đây là câu vật giải ba. Đôi Phong 58. Cô Nguyễn Văn Phòng, Vĩnh Phúc. Đây là câu kỳ 3 của giải ba. Kỳ giá 10 triệu đồng. Cô Trần Văn Phòng, Vĩnh Phúc đã thi thắng. Công Phòng. Và cô Kiêu Đình Công, Bắc Ninh, Phúc Thanh và Theo. Còn hai đô ngồi rất sớm. Hai đô nghe chống trọng tài xe này. Hai đội chuẩn bị các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Bạn đang theo dõi, đây là trận đấu thứ ba của giải ba. Giữa đồ Trần Văn Tòng của Vĩnh Phúc đã nhị thắng màng khô đỏ và đồ Nghiệp Đình Công xin phá màng khô xanh. Đó.
các trọng tài tỉnh Hà Nam thuộc Đô Quốc Hệ. Cho nên lễ hội Sa Lam là mời các cô cố gắng ngày về để thi đấu cống hiến cho lễ hội làm chúng tôi được thành công tốt đẹp. Rất chân thành xin cảm ơn sự nhiệt tình và giải ba cống hiến về thi đấu của các cô giải ba chân cuối cũng như chúng tôi trận ba tần giải nhất tại vì mỗi cái một keo mỗi cái có một trận nhẹ thắng hết rồi. Còn một trận nữa. Mời hai đô vào trận đấu trước một tốt lần. Không ngã thì đã đánh rồi, nhưng mà ông chúng nó bảo là thằng xanh ngồi chân trước. Không, anh
chưa nổi. Kia người vẫn nằm ở đây. Nó chưa nổi. Này nó lá rồi. Em mấy thằng kia nó kêu là ngã rồi thằng này ngã rồi mới nổi. Ngã rồi đâu mà ngã chân một chân nó vẫn ở dưới. Sao lại cho anh xem vào đây. Cứ trả cho anh cái đúng để taxi tại công xem ra nó bảo là nó chân rồi rồi một chân nó vẫn ở dưới một chân nó vẫn ở dưới đúng nghe một chân nó ở dưới thì nó không nổ như ra thì nó còn nó thua đâu đi xe thì gì nó nổ hết nó đánh bay ra mày là đánh bay bay ra nó phải là một chân là cái thằng xanh ấy thì nó thường cái thằng xanh nó bay qua rồi bay qua rồi cái lúc thằng thằng xanh nó xanh bay qua rồi nó lỗi anh ạ à, cái lẽ là nếu sai thì sửa đâu à anh ạ à. Bảo này không kiểm tra mình, quyền quyết định là ở mình, quyền quyết định ở tôi, quyết định hòa là hòa là hòa đánh nhau là đúng rồi, hòa đó, đánh nhau này, đây sắp có đấy, quan đợi thế này là cho hòa, thông báo là cho hòa. Bạn phải đấy. Hãy đánh với sao bên trang liệt. Em xem lại thua. Vâng. Đây xem cái này. Cái kia rõ hơn. Cái kia là ở góc kia, góc kia nhìn rõ hơn. Góc kia rõ hơn nhiều. Cái máy. Bác cứ ngồi tí nữa em đến là em đem ra cho bác xem. Nó dài quá nên khó kiểm tra. Rất phức tạp. Đây sắp. Đây em xem được đây mà. Từ đây. Này sẽ chỉ nhìn được vế bên này thôi. Nào lên đi. Đẹp nha. Quá mất rồi. Cái này khó nhìn hơn. Cái lúc nãy nhìn dễ hơn. Vâng. Máy lạnh. Vâng. Có thể câu với áo xanh. Áo đỏ là ông đang nhắc ai kia hồi tiền. Riêng giải nhất thứ 6 kèo có một năm giả. Anh tên thì góc này không nhìn. Cái lẽ là nhiệt tình, cái lẽ là tất cả đều chưa.
chớm ra bên ngoài rồi. Các câu và lại là trọng tài. Chớm ra ngoài bắt đầu bị nổi. Các câu nó đèn nó ảnh hưởng đến một phần rồi. Nhất như pha đấy ở các góc máy không rõ ràng, chính vì vậy tôi quyết định xử phạt. À, bởi vì là đã kiểm tra ba góc máy nhưng tất cả đều không rõ ràng, phải có ở mép suối. Thôi lý do thế là hợp lý nhất. Đấy bạn, có là lên chỉ huy nào xử hòa cho hai đô đánh nhau đó, xử hòa cho hai đô đánh, xử hòa đánh rồi xử hòa. Kết quả ở cơ vật giải nữ trị giá 6 triệu đồng vừa qua, cô Nguyễn Thị Kim Anh Bắc Giang đã toàn thắng. Xin khán giả một tràng pháo tay để cái kia đó ngã thì nó xanh theo chân, nó quá nó còng quá, đánh từ trong ra ngoài.
không có oan tổng qua đấy rồi sẵn rồi. Hai đứng ở dưới. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả cho vận giải ba kỳ ba của giải ba vừa qua. Không được, không biết được vận tổng Vĩnh Phúc đã toàn thắng giải ba. Công bằng này là công ty cho tôi làm trưởng ban ở đây. Ba sư tử đón giang công. Mời hai lô thầy nhì. Thọ khổ thức kèm. Mời hai lô thầy nhì. Ngồi đợi đi, ngồi đợi đi, ngồi đợi đi. Nhất là cô trọng đóng phố là trước. Nguyễn Văn Trọng là trước. Thế là Kim Anh làm cả nhất cả bên nọ, nhất cả bên trai, nhất phù lưu sang lại nhất trăng liệt. Đánh chưa? Bắt đầu vật chưa? À, đánh rồi, xong rồi, nhất rồi đây. Hả? Nhất rồi, thông báo nhất. Một keo này hay xong? Nhất rồi, keo ba. Đây là kỳ ba. Sang nó đánh xong rồi. Đây xong rồi. Hay là nhất? Đánh xong nhất rồi. Đấy, xong đây chạy thằng đấy nó đánh nốt trận nữa đây. Đây là kỳ ba của thầy nhì cô Nguyễn Đức Long. Hai cô chuẩn bị các trọng tài chuẩn bị trận đấu. Máy phải chạy xô, ghê thật. Cái gói xong cả nhất rồi. Đang xem trận đấu thứ ba của giải nhì. Rồi,
rung cả sàn. Trường nó vào xin giải nên là không hai lô vào giữa sân không cho thi đấu ở trong sân thì đặt leo gần gần thôi mà giải luôn đấy quá giờ lót thì ngay chẳng ngay cháu nhá cháu tôi leo tài trợ đi mời tài trợ không tài trợ không được gì à ông cháu có được rồi ông cháu uống gì quán quán ở đầu muốn quán đầu muốn mời hai đô và giúp sới trận đấu tiếp tục. Vâng, như vậy là giải 2 đã thuộc về Nguyễn Đức Long của Nhân Phong. Giải 3 Trần Văn Tòng. Giải 2 Nguyễn Đức Long. Tổ chức giải vật dân tộc lễ hội gà, mời tất cả các quý cô
hôm 2 buổi chiều hôm qua năm 11 đến dự giải của Trịnh Nguyễn Châu Khê cho chúng tôi. Xin có giải nữ không nhỉ? Có cả giải nữ và giải nam. Cho nên xin mời tất cả các quý cô nữ và nam đến buổi chiều, các buổi chiều hôm qua năm 11 đến dự giải lễ hội và truyền thống Trịnh Nguyễn Châu Khê. Xin mời tất cả các quý cô. Hiện nay mèo thường đô ngô chương người Bắc Kinh đã nhớ thắng, nhưng thời gian thì qua nó cũng đã có tối rồi, cho nên ban tổ chức chúng tôi có gọi các cô vào theo nhưng không có ông nào vào theo. Như vậy là ban tổ chức chúng tôi sẽ chia giải với là trị giá 1 triệu đồng và đô ngô chương người đã nhớ thắng thì chúng tôi sẽ cho đô Ngô Xuân Mười là 500 nghìn đồng. Mời Ngô Xuân Mười và giải đèo thần 500 nghìn đồng cho ban tổ chức chúng tôi. Trận thứ ba của giải nhất. Mời ban tổ chức lên trao cho vận động viên Ngô Xuân Mười. Giải lễ vật hội phụ nữ và truyền thống của chúng tôi. Xin mời các quý cô là sang năm sẽ tiếp tục về chương trình lễ hội với ngàn phụ nữ chúng tôi nha. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố, xin giới thiệu kỳ ba của giải chức nam đô Hoàng Văn Nam Hải Phòng đang nhì thắng các đô Lê Trần Nam Hoài Đức và theo hai đô vào giữa sới. Lê hai đô xe chọn thời chống xe đài. Vâng, đây là trận giải nhất. Hoàng Văn Nam của Hải Phòng và Lê Trần Nam. Rồi rồi, ban tổ chức chúng tôi có nhận được một phần thưởng của mạnh thường quân có thưởng đóng con đô Lê Trần Nam Hải Đức. Nếu như thắng sau Hoàng Văn Nam Hải Phòng ở trận này sẽ được thưởng đóng là 5 triệu đồng. Nên cho nên cô Trần Nam Hải Đức cố gắng lên. Hai đô chuẩn bị, các con này chuẩn bị, các máu bắt đầu. Các đô phải có trận đấu tiếp tục. Rồi sao không ở đâu về các đô cũng
cân số đẹp thế. Nó đưa lên thông báo trước cả 10 ngày. Vâng, như vậy là Hoàng Văn Nam của Hải Phòng đã giành giải nhất ở Hội Làng Phù Lưu năm 2024. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Các đô đơn vị được giải nhất nhì ba cũng đang vào sân để mang được chức trao giải. Các bạn đã theo dõi livestream ngày hôm nay nhé.